Chi Di Phương Trinh, vợ cũ Bằng Kiều hé lộ nguyên nhân ly hôn, netizen rào rào đồng tình. Kết hôn và có chung với nhau 3 người con nhưng Bằng Kiều và Chi Di Phương Trinh vẫn quyết định đường ai nấy đi sau hơn 11 năm chung sống khiến người hâm mộ tiếc nuối. Nguyên nhân ly hôn của cặp đôi cũng khiến nhiều người tò mò bàn tán. Mãi cho tới gần đây, vợ cũ Bằng Kiều mới chính thức hé lộ lý do quyết định ly hôn thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả. Trong buổi live trên bàn về chuyện hôn nhân với ca sĩ Cam Thơ, Chi Di Phương Trinh cho biết bản thân cô và Bằng Kiều không hợp nhau về thú vui trong cuộc sống. Trong khi Bằng Kiều thích chăm cây, ngắm cá thì Chi Di Phương Trinh lại mê những buổi concert nhạc xưa. Cả hai dần dần đã không còn tìm được tiếng nói chung trong đời sống hôn nhân dẫn đến đổ vỡ. Chi Di Phương Trinh tâm sự, nói chung, cả tôi và Bằng Kiều đều không thấy vui với nhau vì không hợp nhiều thứ, đến thú vui cũng không hợp. Bằng Kiều thích ngồi suốt ngày để ngắm cá, còn tôi thấy việc ngắm cá chán ơi là chán. Cá có gì đâu mà ngắm. Sở dĩ chúng tôi không có thú vui chung vì tôi lớn lên ở Mỹ nên những sở thích của tôi khác. Trong khi đó, Bằng Kiều lại thích những gì già trước tuổi như chăm cây bonsai, hút thuốc lào, ngồi suốt ngày xem vườn, xem cá bơi qua lại. Đó là lý do vì sao người ta gọi ông ấy là Kiều già. Thú vui của tôi là thích đi xem concert của những ban nhạc ngày xưa tôi mê nhưng chưa được xem, Bằng Kiều lại không thích. Có lần tôi rủ Bằng Kiều đi xem concert, ông ấy lại bảo, anh biết nghệ sĩ đó là ai đâu mà đi, thế là tôi lại phải đi xem một mình. Chúng tôi không hòa hợp nhau về thú vui và cũng không nhường nhịn nhau ở chỗ đó. Ngược lại, mỗi lần nghe ai bán bonsai, dù rất xa nhưng Bằng Kiều vẫn lái xe đi. Ông ấy kêu tôi đi cùng nhưng tôi lại không đi. Tôi không muốn bỏ con nheo nhóc ở nhà, phải chăm sóc chúng. Tôi sợ phí thời gian của mình, thay vì ở nhà chăm con lại mất một tiếng đi, một tiếng rồi vài tiếng xem cây. Nói chung, sở thích của hai vợ chồng tôi khác hẳn nhau. Khi ca sĩ Cam Thơ nêu quan điểm vợ chồng là phải nhường nhịn và chiều chuộng nhau, Chi Di Phương Trinh khẳng định vợ chồng phải có chung sở thích thì ở cùng nhau mới vui vẻ. Chính vì vậy đời sống hôn nhân của cô và Bằng Kiều không có nhiều màu sắc. Trong khi đó, bạn bè của Chi Di Phương Trinh có nhiều cặp hợp tính, hợp sở thích nên chung sống rất vui vẻ, hòa thuận. Chốt lại, Chi Di Phương Trinh khẳng định bản thân cô mê con hơn mê chồng. Phía dưới livestream, đông đảo khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ đến cách chia tay văn minh, hiện đại của Bằng Kiều và vợ cũ. Chỉ đơn giản là không hợp nhau nên cho nhau lối đi riêng chứ không thù hằn, phản bội hay gây tổn thương cho nhau. Chuyện Bằng Kiều và vợ cũ không hợp nhau đã từng được đề cập đến trong clip của danh hài Thúy Nga. Khi đến thăm nhà Bằng Kiều tại Mỹ, nữ danh hài đã phỏng vấn mẹ Bằng Kiều và được bà cụ trải lòng về cuộc hôn nhân trước đó của con trai. Ông Bằng Kiều rất đào hoa. Cô nào bỏ thì bỏ thôi chứ làm thế nào được. Mẹ chồng như thế này còn chẳng ở thì thôi, ở với mẹ nào nữa. Tôi chiều con muốn chết, con nào cũng chiều, con dâu cũng vậy. Hồi xưa tôi còn ở với vợ chồng nó cùng mấy đứa nhỏ. Nó đi sâu về mà thấy hai đứa nó ôm nhau là tôi mừng lắm. Nhìn vợ chồng nó ôm nhau, hôn nhau, thương yêu nhau, tôi hạnh phúc lắm. Vợ chồng nó chia tay, tôi là người đau khổ nhất. Người mẹ mà, làm sao chúng nó hiểu được tôi? Không thể hiểu được. Nhưng thôi, duyên số, duyên phận đã định như thế, tôi chẳng thể nào làm khác được. Vợ chồng nó chẳng đứa nào chịu đứa nào, anh không chịu chị không chịu anh. Tôi làm mẹ khổ lắm. Mẹ ruột Bằng Kiều chia sẻ thêm. Nói về khả năng Bằng Kiều và Chi Di Phương Trinh quay lại với nhau, mẹ ruột Bằng Kiều cho biết. Không được đâu, bây giờ chúng nó là bạn thì lịch sự hơn. Sống với nhau mà không thoải mái thì không hạnh phúc được. Cha mẹ không hạnh phúc thì con cái cũng vậy. Nhưng lấy nhau rồi bỏ nhau mà coi nhau như kẻ thù thì là những người không có văn hóa. Sống là phải lịch sự với nhau. Khi không còn sống với nhau nữa thì coi nhau như bạn bè để cùng trông nom con cái. Phải như thế mới lịch lãm, lịch sự. Bên cạnh đó, mẹ ruột Bằng Kiều cũng dành lời khen cho con dâu về cách chăm con và kinh doanh đều giỏi giang. Qua đây, khán giả cũng hiểu được phần nào về mối quan hệ hiện tại giữa mẹ Bằng Kiều và Chi Di Phương Trinh.